Ok luôn em, chào mừng em đến với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình làm cái video vốn game trò tặng các bài anh vậy. Hiện tại thì đang là hơn 1 giờ anh em ơi. Mình đang ngồi là mò mẫm gỡ một game trò tặng các bài. Thì không biết anh em như thế nào nhưng mà mình rất thích chơi vào cái khung giờ như này nhá. Chơi vào cái khung giờ buổi đêm ấy, là 1 2 giờ sáng ấy thì là mình thấy nó dễ ăn hơn là cái việc anh em chơi vào cái khoảng thời gian gọi là buổi ngày, đúng không? Thường thì anh em sẽ chọn cái giờ này thì sẽ dễ bị coi được khó bị admin họ soi hơn, admin họ cái giờ này họ vẫn nhả ấy nhá, nên là mình cứ tranh thủ vào cái giờ tầm khoảng gọi là 1-2 giờ sáng hoặc là 3-4 giờ chiều thì mình sẽ chơi những con game này. Nay thì cái vốn của mình nó hơi cao một tí, hôm qua thì mình chơi lên cái vốn này là chỉ với là một số tiền của chúng mình đang có là 50 bờ, và mình đánh trong vòng một buổi chiều các bạn. Buổi chiều hôm qua mình chơi từ 50 bờ lên 300 bờ các bạn. Anh em biết có tin hay không nhưng mà mình chơi như thế đấy. Ok này, ván đầu tiên lầm này, đấy chưa? Kiểu chơi cái này thì mình kiểu gọi là bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh mà trả thôi anh em. Chứ chúng ta không cần gọi là rung hay cái gì cả, đúng không? Cầu kèo buổi tối rất là đẹp luôn, anh em có thể nhìn thấy nhá. Cầu đó đang đi theo kiểu 3, 2, 1 nhá. Một cái kiểu cầu cực kỳ là phổ biến ở trong con game sáu tàng các bài. Nếu mà mọi người để ý cho mình một cái ở cái cầu trong này ấy, thì mọi người có thể thấy là cái cầu 3, 2, 1 nó chạy cực kỳ là nhiều luôn. Anh em có thể nhìn thấy đoạn này này. Đoạn này nhá, anh em nhìn cái đoạn này nhá, nó cũng đang về theo kiểu 3, 2, 1 nhá. Nhưng mà nó lại gọi là về cầu 3, 2, 1 của đột biến. Nghĩa là từ khi mà nó về 3 xong nó có thể nhảy lên em 4 một phát. Thì như cái ván này cũng thế. Mình cũng nghĩ là nó về 3, 2, 1 rồi thì nó sẽ bẻ thêm em xỉu một ván nữa. Thì cái ván này mình sẽ vào tầm 20 củ em xỉu nhá. Chúng ta đánh ấy thì mỗi người cũng sẽ có một cái cách đánh riêng, nhưng mà chung quy lại thì họ đều hướng đến cái gọi là ăn thôi. Nên là mình cũng không nói về cái quá trình đánh, chúng ta chỉ nói về cái kết quả thôi anh em nhá. Ok này, thấy chưa, tuyệt vời chưa? Mình đã bảo rồi, một khi chúng ta đã nghiên cứu ra cái đường cầu rồi ấy thì chỉ việc áp dụng và chỉ việc là chốt thôi, không cần phải nói nhiều về những cái cách đánh hay là những cái linh tinh nữa, đúng không? Ok nhá, cái này mình sẽ gọi là tiếp tục thêm xỉu đi, vì khả năng nó sẽ về cái kiểu cầu 32 nhá, 323 nhá. Thì cái cầu 323 này thì nó khá phổ biến đấy. Giờ ấy, cái là buổi tối này, cái tầm giờ này ấy, thì là hiện tại theo như mình biết đấy, thì ở bên Philippines của nó là hiện tại là 2 giờ sáng đúng không? Thì cái tầm giờ 2 giờ sáng ấy thì admin với là những cái người họ trực của game nó cũng gọi là mệt mỏi lắm rồi, nó cũng không cần soi anh em hay như nào cả. Mà cái game này là mình biết mình soi như này này, sử dụng những cái điện thoại nó khác nhau để xem cái phần cầu kèo này ấy, thì là nó đều giống nhau anh em nhá. Nó không bịp anh em đâu, thì anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh mà chiến nó thôi. Ok, ván này mình sẽ vào được 9 củ nữa này để xem liệu có ăn hay không. Chúng mình con game này thì mình vẫn tin tưởng em ạ, chứ mình không, ôi rồi quả đấy, ui trời ơi tiếc thế nhở. Chúng con game này thì mình vẫn tin tưởng, chứ không phải là chơi con gâu 88 con chân win. Nói thật với anh em là hồi trước mình chơi con gâu 88 con chân win nó nhiều, nhưng mà sau rồi mình từ khi mà mình bị con game ấy nó bẩy mình ấy thì mình kiểu mình bỏ luôn, mình chọn con game nào đấy nó ok hơn mình chơi. Chứ những con game ấy thì nói thật với anh em là mình có chơi thì chẳng qua cũng là gọi là thỉnh thoảng thì nhớ cái mùi trong mình tải về mình chơi thôi. Nhưng hiện tại ấy, những cái đường link của những con game ấy là nó đang gọi là có xu thế nó lừa đảo em nhá. Nên là anh em nào mà gọi là có link tải đúng ấy thì chia sẻ lại cho anh em nào chưa biết. Còn anh em nào mà gọi là chưa biết tải thì học hỏi những cái anh em đã tải từ trước rồi, chứ đừng có kiểu tải theo những cái đường link ở trên mạng ấy. Những cái đường link ở trên mạng ấy là hầu hết thì đều là lừa đảo cả nhá. Ít ai mà gọi là chia sẻ cho anh em những cái đường link thật đó, vì họ cũng muốn anh em thua như họ mà. Những cái ông mà kiểu gọi thua tha xong rồi lại muốn người khác thua như giống mình, để cho gọi là những cái kiểu ôi ván này xíu mất tiền, ok không sao, cứ từ từ thôi. Vì là mình nãy giờ mình ăn khá là đầm rồi, anh em có thể nhìn đấy, mẹ từ 300, gần 300 củ, hơn 300 kiểu củ một tí, giờ đánh lên tầm khoảng là như này ấy, là hiểu cái độ uy tín như thế nào rồi đúng không? Ok, thì cái ván này tôi vẫn tiếp tục theo xỉu này, tôi theo tầm 11M em nhá. Tôi vào thêm một ít nữa cho nó kiểu tròn cái số tiền ta đang mong muốn này, vào thêm cho 300 này, 391 này đúng không? Ok, 391 rồi. Còn này mà thua hay không thì tôi vẫn cứ bình tĩnh thôi, vì hiện tại tôi đang ăn một số tiền nó khá lớn. Nào, ra con gì thì ra đi. Uầy, ra con 6 à, tự nhiên thì bảo ra con gì thì ra đi đúng không? Thì bảo thế nó để ra sai đúng rồi chứ. Còn này mình ra 40 này. Còn mẹ chứ nãy giờ là mình phải gọi là
là mình làm tự nhiên nó biến mình thành người người ác anh em ạ, đúng không? Nếu mà nó cứ để mình ăn mãi thì nó ok lắm rồi, không cần là mình làm đóng vai ác nữa. Giờ thì mình phải bắt đóng vai ác rồi anh em ạ. Bọn này mình đánh mình gõ lên 40 mình nghỉ em ơi. Không nói nhiều bọn này nữa, chúng ta làm. Ôi trời ơi, làm chứ không nói em ạ. Giờ cứ làm chứ không nói, nói nhiều làm gì? Đánh chứ không phải là ấy đâu. Ván này mình sẽ làm 106 nha. Căng thẳng đấy anh em này, ván này mà ăn phát nghỉ luôn nhá. Ván này mà ăn phát nghỉ luôn này. Không biết được thế nào nhưng mà mình có cái tâm trạng là cứ dễ ăn sao ấy, không biết thế nào đâu nhưng mà chắc chắn sẽ ăn. Hy vọng ván này sẽ ăn anh em nhá. Chốt quả lãi uy tín luôn này. Uy tín luôn chứ không cần nói nhiều nữa. Thôi mở này. Ra con gì đây? Một con sáu, ok chưa? Tuyệt, con mẹ nó là vời chưa? Đấy, chơi phải chơi như thế các bạn. Chứ mẹ những cái tay nào chúng ta kết thì chúng ta đánh to, và cái tay nào chúng ta không kết thì chúng ta đánh nhỏ, thì như thế nó mới gọi là hợp lý. Anh em mà tay nào cũng vào, tay nào cũng đánh thì mình nghĩ là cái việc anh em toang sớm muộn thì cũng là sẽ có thôi. Ok nhá, chốt như thế thôi anh em nhá. Giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo mình nhá. Bye bye.